Những điều đặc biệt thú vị nhất chỉ có trong đám cưới Biren và Kim Tae Hee. Dầu nước đố đổ vách, đám cưới Biren và Kim Tae Hee vẫn siêu tiết kiệm. Trưa hôm qua ngày 19 tháng 1, đám cưới Kim Tae Hee và Biren đã chính thức được tổ chức tại nhà thờ ở quận Jeonho, Seoul. Hôn lễ diễn ra khá bí mật với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết nhất của cặp đôi. Để có một đám cưới ấm cúng với sự có mặt của các thành viên trong gia đình và bạn bè, Kim Tae Hee và Biren đã rất đầu tư tâm sức cho hôn lễ này. Đám cưới tuyệt đối bí mật. Công bố thông tin tổ chức đám cưới vào ngày 19 tháng 2, Biren và Kim Tae Hee nhận được nhiều sự ủng hộ của tất cả mọi người. Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu, trên diễn đàn mạng tràn lan thông tin cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày hôm qua, ngày 19 tháng 1. Tin tức này khiến các fan của bộ đôi bất ngờ bởi gần như Biren và Kim Tae Hee muốn lừa đảo truyền thông khi công bố ngày kết hôn sai. Không chỉ có pha lừa ngoạn mục, giới truyền thông Hàn còn gặp fan bất ngờ khi mọi tin tức nhỏ nhất về đám cưới cũng được giữ kín. Được biết, Biren và Kim Tae Hee đã giữ kín mọi thông tin đến mức địa điểm, tổ chức đám cưới và thời gian cụ thể chỉ được thông báo cho người thân và bạn bè vào sáng hôm qua. Đến trưa, hình ảnh cưới mờ nhạt của cặp đôi mới lọt ra ngoài. Đám cưới trị giá 24 triệu đồng. Tuy nhiên, kỳ bất ngờ nhất trong đám cưới của Kim Tae Hee và Biren là sự đơn giản. Hôn lễ không hề hoành tráng lộng lẫy như nhiều nghệ sĩ Hàn khác. Theo thông tin từ Sport Joseon, Biren và Kim Tae Hee đã tiết kiệm tối đa đám cưới với chi phí 1,3 triệu won, tương đương với 24 triệu đồng. Nhiều người ví cặp đôi nổi tiếng này với đám cưới của cặp đôi Won Bin và Lee Na-yeon. Thực tế, Won Bin và Lee Na-yeon chỉ mất 20 triệu để tổ chức đám cưới. Chi phí cho đám cưới bao gồm cả chi phí thuê địa điểm, tiệc cưới, hoa trang trí, chi phí cho những người tình nguyện phụ giúp đỡ tại đám cưới. Tuy nhiên, giá của chiếc váy của cô dâu mà nhận cước của cặp đôi chưa được công khai. Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Biren và Kim Tae Hee lại tổ chức đám cưới đơn giản như vậy. Thực tế, cả hai đều là những nghệ sĩ danh tiếng và từng nằm trong danh sách những sao Hàn giàu nước đố đổ vách của làng giải trí. Chuyện kết hôn tiết kiệm như cặp đôi khiến các fan ngạc nhiên. Khách mời đám cưới chỉ khoảng 10 người. Theo thông tin mới đây nhất, Biren và Kim Tae Hee chỉ mời đám cưới khoảng 10 người. Tất cả chỉ là những người bạn bè thân thiết trong làng giải trí của cặp đôi. Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee đã đến chúc phúc cho người bạn thân Kim Tae Hee của mình. Ngoài ra, ông trùm giải trí Park Jin Young cũng có mặt từ khá sớm. Đặc biệt, hôn lễ còn có những gương mặt đình đám như Spy, Park Jun Hoon, Kim Tae Woo và Jung Ki Sang. Nhà thờ đặc cách tổ chức đám cưới của Biren và Kim Tae Hee. Có thông tin tiết lộ, sở dĩ Biren và Kim Tae Hee chọn nhà thờ ở quận Jeonho, Seoul vì đây là khu vực trung tâm, bãi đỗ xe lớn và có thể kiểm soát an ninh dễ dàng. Đặc biệt, nhà thờ này chỉ tổ chức lễ cưới vào thứ 6, thứ 7, nhưng Biren lại được đặt cách tổ chức vào thứ 5. Trước đó, năm 2016, Biren từng làm lễ rửa tội tại nhà thờ, chính thức theo đạo Công giáo mà bạn gái là tín đồ trung thành. Hình ảnh cặp đôi tại nhà thờ từng được đăng tải thu hút sự chú ý của báo chí truyền thông và các fan. Không có nhóm nhạc ca sĩ hát trong đám cưới. Dù là những nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc, đám cưới Biren và Kim Tae Hee không hề có ca sĩ hay nhóm nhạc đình đám nào tham gia hát mừng trong ngày cưới của cặp đôi. Trong hôn lễ đặc biệt này, chính đoàn thánh ca nhà thờ đã hát chúc mừng cho họ. Bởi vậy, đám cưới của Biren và Kim Tae Hee càng đơn giản, lịch sự và nhã nhặn. Kim Tae Hee không chụp ảnh cưới, không trang mật. Không giống các cặp đôi khác, Kim Tae Hee và Biren không chụp ảnh cưới, không đi trang mật. Rất nhiều fan thắc mắc lý do tại sao cả hai không cùng đi du lịch bên nhau. Tuy nhiên, người trong cuộc không có chia sẻ nào về vấn đề này. Các fan vẫn mong mỏi được nhìn thấy hình ảnh cưới của Biren và Kim Tae Hee. Món quà đặc biệt dành cho cô dâu. Trước ngày tổ chức đám cưới, Biren đã cho ra mắt MV The Best Reason. Đây được coi là món quà dành cho Kim Tae Hee. Nhiều người cho rằng lời bài hát trong MV "Tên của em mãi là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh", lời nhắn nhủ của chàng ca sĩ mắc một mí dành cho cô dâu. Đặc biệt, trong tâm thư trước ngày cưới, Biren cũng từng gọi Kim Tae Hee là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi. Xa hoa, Biren và Kim Tae Hee về chung nhà đơn giản thế này đây. Đám cưới của cặp đôi hạng A showbiz Hàn, Biren và Kim Tae Hee đã diễn ra trong không khí vô cùng thân mật và ấm cúng. Chiều 19 tháng 1, hôn lễ của Biren và Kim Tae Hee đã được tổ chức tại nhà thờ Gohondong của Seoul.
tại địa điểm diễn ra đám cưới, an ninh được thắt chặt và kiểm soát vô cùng chặt chẽ bởi đội ngũ an ninh đông đảo. Chỉ có các thành viên trong gia đình và một số bạn bè thân thiết nhất của cặp đôi tham dự lễ cưới như ông trùm giải trí Park Jin Joo, Spy, Park Jung Hoon, Kim Tiêu Woo, Yoo Kang Yan, Hoa hậu hàng đẹp nhất thế giới Honey Lee. Cách đây ít giờ, hình ảnh hiếm hoi của Biren và Kim Tae Hee trong hôn lễ đã bị rò rỉ. Không lựa chọn trang phục cầu kỳ như một số sao nữ khác, Kim Tae Hee diện váy ngắn giản dị, sánh vai bên chú rể Biren trong ngày cưới. Chàng là nam ca sĩ đình đám, nàng là nữ diễn viên hàng đầu K-pop. Chính vì thế sự mộc mạc của đám cưới thế kỷ này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Theo thông tin độc quyền từ tờ Sport Chosun, toàn bộ chi phí của hôn lễ này chỉ vỏn vẹn 1,3 triệu won, tương đương 24 triệu đồng. Kim Tae Hee diện váy trắng giản dị trong ngày trọng đại, Biren ân cần dìu dắt bà xã. Park Jin Joon là một trong những khách mời của đám cưới thế kỷ này. Park Jun Ho của G.O.D. Cận cảnh không gian sang trọng không kém phần ấm cúng của nhà thờ. Lê Thiện Hiếu dạy chân nhất Cao Bá Hân trong chung kết Sing My Song. Cơn sốt Lê Thiện Hiếu tiết lộ cái tên đáng gờm nhất đối với mình hiện tại trước đêm chung kết Sing My Song là Cao Bá Hân. Trải qua 9 tập phát sóng với 2 vòng thi ghi âm, sáng tác và tranh đấu, Sing My Song bài hát hay nhất mùa đầu tiên đã đi đến đêm chung kết. Bảy tác giả tài năng chiến thắng cách vòng thi là Cao Bá Hân, Trương Kiều Diễm Tim Đức Trí, Bùi Công Nam, Phan Mạnh Quỳnh Tim Nguyễn Hải Phong, Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi Tim Giáng Son, Lê Thiện Hiếu Tim Lê Minh Sơn. Và trước khi chính thức bước lên sân khấu, bảy thí sinh cùng các huấn luyện viên đã cố gắng tập trung hết thời gian để sáng tác ra ca khúc hay nhất. Tại ngôi nhà chung, bảy tác giả trẻ được bố trí trong một không gian tĩnh lặng để tập trung sáng tác. Các huấn luyện viên luôn bên cạnh hướng dẫn cho các trò cưng của mình. Đặc biệt Đức Trí, Giáng Son, Lê Minh Sơn và Nguyễn Hải Phong không ngần ngại hỗ trợ và thị phạm cho thí sinh của team khác. Một thí sinh khác đặc biệt và nhận được sự quan tâm nhiều nhất là Lê Thiện Hiếu. Khi được hỏi ca khúc trong đêm chung kết có thể vượt hit ông bà anh hay không, học trò Lê Minh Sơn bật mí, hot hay không là ở khán giả, cá nhân Hiếu không dự đoán được, nhưng đây sẽ là một phần thi vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, người mà Hiếu dè chừng nhất vẫn là Cao Bá Hân, một người tuổi trẻ tài cao, có truyền thống nghệ thuật và sẽ là một ngôi sao sáng. Thí sinh Bá Hân chia sẻ, hiện tại ca khúc của Hân xem như đã hoàn thiện. Khác với những vòng trước, Hân tự hòa âm phối khí thi lần này, huấn luyện viên Đức Trí sẽ là người đảm nhận việc đó. Màu sắc của ca khúc Hân mang đến lần này là vui tươi, nhí nhảnh, pha lẫn hương vị dân gian truyền thống. Hân rất tự tin về tiết mục của mình, tuy nhiên, người chiến thắng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, Hân không dám nói trước điều gì. Dù vậy, Hân vẫn cố hết sức mình. Đối với Hân, đối thủ nặng nhất chính là anh Hoàng Dũng. Vì đơn giản bài anh ấy quá hay, Hân rất thích sáng tác lần này của anh Dũng. Đó cũng chính là điều khiến Hân lo lắng. Bùi Công Nam, học trò của Nguyễn Hải Phong chia sẻ, đi tới chung kết Sing My Song có lẽ là một điều vô cùng hạnh phúc đối với Nam. Hiện tại thì Nam đang tập trung cực lực cho bài vở chung kết, có chút hồi hộp. Tuy nhiên nếu về tự tin chiến thắng thì Nam nghĩ phải nên có tự tin, vì tự tin sẽ tạo động lực cho mình trình diễn thoải mái và hay nhất. Về đối thủ thi qua hai vòng, Nam thấy các thí sinh đều có màu sắc riêng và tài năng như nhau. Nam nghĩ cơ hội được chia đều cho tất cả. Quan trọng hơn nữa Sing My Song là nơi chọn quán quân là bài hát hay nhất. Vì để chiến thắng trong đêm chung kết thì bài hát là yếu tố quan trọng nhất. Với Nam phải có thông điệp rõ ràng tích cực, giai điệu cuốn hút và kèm theo phần trình diễn thuyết phục. Bài hát chung kết sẽ là một sự bứt phá mới của Nam, hy vọng là khán giả sẽ đón nhận. Hoàng Dũng, thí sinh đã khiến khán giả rơi nước mắt với ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay. Dũng sẽ mang màu sắc cổ điển và một chút nhạc kịch vào ca khúc này. Đây là thể loại Dũng chưa làm và Dũng nghĩ khán giả sẽ ít được nghe trên các sân khấu. Đến với đêm thi quan trọng lần này, Dũng sợ tất cả đối thủ, ai cũng là những nhân tố rất mạnh. Tuy nhiên, Dũng cũng khá tự tin vào bản thân mình. Đây là sân chơi có nhiều điều bất ngờ và chưa thể biết được điều gì có thể xảy ra, nên em nghĩ mình cũng có thể có cơ hội. Ngoài 7 chiếc binh nổi bật, cuộc thi còn có thêm 2 chiếc vé may mắn giúp 2 thí sinh bị loại trước đó có cơ hội trở lại đêm chung kết. Thông qua các phiếu bình chọn từ khán giả, với kết quả top 2, Ân Đại Vệ là thí sinh có lượt vote cao nhất. Tiếp theo đó là Phạm Hồng Phước sẽ chính thức có mặt tại đêm chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết, thí
9 thí sinh sẽ được chia thành 2 lượt đấu. Lượt 1 gồm 5 thí sinh và lượt 2 gồm 4 thí sinh. Sau đó sẽ lộ diện 2 thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả và họ sẽ đến với lượt bình chọn của hội đồng giám khảo chuyên môn. Trong 2 thí sinh, ai giành được số điểm cao nhất sẽ trở thành quán quân của cuộc thi Sing My Song, bài hát hay nhất mùa đầu tiên. Chung kết Sing My Song bài hát hay nhất sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 1 trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam.